cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào, khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá, tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Xanh dâng sóng như đón người. Một ngày đầy nắng, chúng tôi có mặt ở đồn biên phòng Ngư Thủy. Đây là đơn vị đóng quân trên địa bàn xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đón chúng tôi là Thượng tá Phạm Xuân Hoa, đồn trưởng đồn biên phòng Ngư Thủy, và Thiếu tá Phan Anh Ngọc, chính trị viên của đồn. Bên ly trà nóng hổi, chúng tôi được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ngư Thủy kể cho nghe về một thời hào hùng của đơn vị. Những lời kể chân chất mộc mạc của người lính đưa chúng tôi quay ngược lại những năm tháng đấu tranh gian khó nhưng đầy oanh liệt. Thành lập tháng 3 năm 1959, đồn biên phòng 132, tiền thân của đồn biên phòng 200 và nay là đồn biên phòng Ngư Thủy, đã cùng với đảng bộ và chính quyền xã Ngư Thủy thực hiện 3 phong trào: ôn nghèo nhớ khổ, căm thù giặc Mỹ xâm lược và đó cho sạch, rách cho thơm, xây dựng quy ước nông thôn, thành lập được hơn 70 tổ an ninh bảo vệ trị an. Từ đó, đồn đã giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh xử lý hàng tâm lý chiến của địch và tập trung xây dựng cuộc sống mới. Do bám sát địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, nên đồn đã chủ động xây dựng hệ thống hầm hào trú ẩn và kịp thời sơ tán dân đến nơi an toàn mỗi khi có máy bay địch tấn công. Đồn phối hợp với dân quân địa phương bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới vùng biển trong mọi tình huống. Đồn còn là đơn vị sản xuất, nuôi quân, phòng bệnh giỏi, năm nào cũng vượt chỉ tiêu sản xuất lương thực, thực phẩm, đảm bảo quân số khỏe. Cấp ủy chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, triển khai lực lượng trinh sát, vận động quần chúng, phòng chống tội phạm, thường xuyên bám nắm tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền để giúp bà con bám biển vươn khơi đảm bảo an toàn. Thì đồn cũng đã phối hợp với hội cựu chiến binh, hội phụ nữ xã tuyên truyền các cái văn bản pháp luật về biển đảo nhằm giúp cho bà con nắm vững các cái quan điểm của Đảng Nhà nước, từ đó thực hiện những các cái quy định của Đảng Nhà nước trong cái việc khai thác thủy hải sản. Hiện nay với chức năng quản lý 3 xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung và Ngư Thủy Nam, bảo vệ đường biên giới bờ biển dài 32 km, đồn biên phòng Ngư Thủy đang phát huy tổ trách nhiệm, thực sự là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Phát huy truyền thống của mảnh đất anh hùng, người dân Ngư Thủy Trung hôm nay tiếp tục bám làng, bám biển, tổ chức đánh bắt thủy hải sản ngay chính trên vùng biển quê hương. Tuy nhiên, biển bãi ngang muôn đời vẫn vậy, những dải cát trải dài trông thích mắt, nhưng để mưu sinh thì lại vô cùng vất vả. Bởi bãi ngang không có chỗ để cho những con thuyền lớn neo đậu, nên bơ nan là phương tiện cứu cánh duy nhất để bà con ngư dân làng chài này bám víu kiếm con cá, con mực nhỏ đắp đổi qua ngày. Ngư dân Ngô Thanh Tình ở thôn Tân Thượng Hải bộc bạch, đời sống còn lắm vất vả, không có điều kiện để vay vốn đầu tư vào ngư cụ, phương tiện đánh bắt lớn, nên ngư dân nơi đây chủ yếu làm lưới hai, lưới đánh cá có kích thước bắt lưới
2 x 2 cm, đánh bắt cách bờ khoảng trên dưới 2 km. Sản phẩm thu được là các loài cá nhỏ như cá mối, cá châm. Ở xã có 10 hộ gia đình khá hơn, có điều kiện hơn thì đánh bắt bằng nghề mành điện, tức là đi thuyền có gắn máy nhỏ ra xa bờ hơn và dùng ánh sáng điện để đánh cá nục, cá trích, mực ống. Từ tháng 1 cho đến tháng 4, ngư dân ở đây làm nghề lưới hai. Từ tháng 4 cho đến tháng 7, chuyển sang nghề mành điện. Thời gian trong ngày đi biển từ 1 giờ sáng cho đến 7 hoặc 8 giờ sáng hôm sau. Có lẽ nỗi niềm về câu chuyện nghề cá đối với ngư dân nơi đây không bao giờ kể hết. Mặc dù bà con quần quật với biển, nhưng thu nhập cũng chẳng đáng là bao, ngày được, ngày mất. Ngày được thì tiền bán cá có lúc lên đến 2 triệu đồng. Nhiều ngày đi biển về không có con tôm, con cá nào cũng là chuyện bình thường. Cả năm đi biển cũng chỉ được 7 tháng, 5 tháng còn lại là mùa biển đồng. Chỉ ngồi chơi, không có nghề gì để làm. Vì thế, lượng thuyền đánh cá cũng giảm dần. Toàn xã hiện chỉ có gần 200 bơ nan đánh bắt cá. Sản lượng thu được bình quân mỗi năm đạt gần 400 tấn cá, mực các loại. Rời bãi biển, trong lòng mỗi chúng tôi vương vấn nhiều trăn trở. Vui là bà con vẫn yêu lấy nghề truyền thống của cha ông mà bám biển, nhưng lo là phương tiện mưu sinh còn thô sơ quá, trong khi con cá con tôm trong lồng ngày một đã phơi đi nhiều. Trong nỗi niềm trăn trở ấy, chúng tôi vẫn có niềm vui nho nhỏ. Được biết, sứa biển đang trở thành một mặt hàng hải sản được thị trường ưa chuộng trong vài năm trở lại đây. Những ngư dân làm nghề đánh bắt sứa ở đây cho biết, sứa là một loài hải sản dễ đánh bắt. Hơn 10 năm trước, vào mùa sứa, dẫu có cả triều con trôi nổi dập dềnh trên biển, cũng chẳng mấy ngư dân đánh bắt, mà chỉ để tâm tránh sứa, không làm rách lưới. Nhưng giờ khi thị trường ưa chuộng, ngư dân gọi công việc đánh bắt sứa là vớt vàng trên biển. Sứa phát triển theo mùa, rộ lên từ tháng 3 đến tháng 6 trong năm. Dịp này, bà con ngư dân ngư thủy chung đang trúng mùa sứa, mang về nguồn lời hơn 2 tỷ đồng, chiếm 50% tổng thu nhập từ nghề đi biển của cả xã. Sứa xem ra đang giúp người dân vùng cạn này nâng cao thu nhập. Trong những ngày về với vùng đất ngư thủy chung anh hùng này, chúng tôi hiểu rõ thêm những trăn trở của người dân nơi đây. Ông Nguyễn Hữu Dĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngư Thủy Trung cho rằng, có lẽ do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà cả khe nước trên vùng cát ngư thủy không còn nước chảy nữa, đất đai bị hoang hóa. Vậy nên cây khoai, cây sắn, cây hoa màu cằn cỗi hơn trên cát bỏng. Để phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững và đạt hiệu quả cao, xã Ngư Thủy Trung đang tích cực vận động người dân đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi trên cát. Vì thế, xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật có định hướng, giúp bà con ngư dân xây dựng các mô hình trang trại, gia trại. Vườn ao chuồng trở thành thế đứng vững chắc. Từ đó bắt đầu xuất hiện những điển hình trong làm kinh tế giỏi, có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Như hộ gia đình anh Ngô Tiến Dũng, chị Nguyễn Thị Quế ở thôn Tân Tường Hải với mô hình chăn nuôi lợn nái kết hợp nuôi cá nước ngọt. Mô hình vườn ao chuồng của bà Hoàng Thị Tiến ở thôn Thường Bắc. Mô hình nuôi cá rô đơn tính với chim cút của anh Nguyễn Quang Ngọc ở thôn Tân Tường Hải. Mô hình chăn nuôi gà lấy thịt của anh Ngô Văn Duật cũng ở thôn Thường Hải. Vừa qua thì hội nông dân có thành lập các tổ hợp trang trại để mục tiêu phát triển kinh tế, để giúp nhau học hỏi nhau và phát triển kinh tế, vừa là nhóm hùn vốn nhưng mà vừa là mục tiêu phát triển truyền đạt những cái kinh nghiệm qua những cái người có kỹ thuật để cho nhân dân phát triển và các mô hình làm ăn có hiệu quả. Minh chứng cho những gì đang đổi thay trên vùng đất cát, anh Ngô Gia Ngãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngư Thủy Trung dẫn chúng tôi ra thăm khu nuôi trồng thủy sản. Đây còn được gọi là khu kinh tế mới của xã. Lý giải cho điều này, anh Ngãi nói, từ khi xã đưa mô hình nuôi tôm trên cát vào chương trình trọng điểm phát triển kinh tế xã hội và chọn thôn Thường Bắc làm điểm, mô hình này đã phát huy thế mạnh.
Từ một vài hộ mạnh dạn đăng ký nuôi tôm ban đầu như ông Ngô Minh Phiền, ông Trần Quang Thương, ở khu vực nuôi tôm này đã có hơn 10 hộ tham gia với tổng diện tích ao hồ trên 14 hecta. Các hồ tôm nơi đây đều được xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học nên con tôm sinh trưởng tốt. Qua gần 4 năm thả nuôi, bình quân mỗi vụ tôm thu về hơn 200 tấn, đạt lãi ròng hơn 10 tỷ đồng. Trước đây tôi làm ở công ty xây dựng Tổng Cường Sơn, doanh nghiệp xây dựng, thì nghề đó cũng rất là khó khăn, mà lương hưởng bức độ. Chứ tôi chuyển qua anh nuôi trồng thủy sản này, bây giờ được 3 năm rồi. 7 năm trước thì kinh tế thì cũng do mình mới vào kỹ thuật yếu, cho nên là cũng không đáng là bao. Nhưng mà gần một năm trở lại đấy thì do mình học được nhiều cái kinh nghiệm nuôi trồng. Xử lý môi trường ở đây thì chủ yếu là mình thay nước liên tục, xả ra là thay nước liên tục. Và kiểm tra là trong chăm sóc con tôm là một ngày là phải kiểm tra nước vài lần. Khi tôm vào vụ thu hoạch, mô hình này còn tạo thêm công ăn việc làm ổn định cho hơn 100 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi người một tháng. Những mô hình phát triển kinh tế như thế này ở Ngư Thủy Trung đã và đang là đòn bẩy giúp bà con ngư dân vững bước đi lên. Hiện nay, các cái cơ sở hạ tầng đã được là khang trang, điện, đường, trường, trạm, đặc biệt nhất là cái tuyến đường từ 1A đến trung tâm xã đã được nhựa hóa. Rồi trường thì cũng được xây dựng khang trang, 100% là hồ có sử dụng điện, 100% học sinh đủ độ tuổi đến trường và 100% hồ có phương tiện nghe nhìn. Hộ nghèo là giảm từ năm 2012 thì có 18,6%, đến năm 2013 còn 14,1%. Thu nhập bình quân đầu người từ 13 đến 14 triệu đồng người trên năm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì hôm nay cơ bản địa phương đã là hoàn thành cái quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết, tổ chức cắm mốc công bố quy hoạch 5/5 thôn đạt cái làng văn hóa, các đơn vị cơ quan trên địa bàn đạt là đơn vị văn hóa. Về với Ngư Thủy Trung hôm nay, vẫn còn đó những cồn cát trắng, nhưng xen vào đó là những rặng phi lao, những khu sinh thái ven biển đang trở mình vươn lên trong nắng gió, khẳng định sức sống mãnh liệt của người dân nơi đây. Theo con đường nhựa như một làn chỉ nhỏ kẻ trên cát, chúng tôi tạm biệt đồn biên phòng Ngư Thủy Anh Hùng, tạm biệt những người con quê cát Kiên Trung, tiếp tục hành trình về với những làng chài ven biển, để được đắm mình trong cái mặn mòi của biển cả. Ở đó không chỉ có những câu chuyện vui buồn của người đi biển, mà còn chất chứa những làn điệu dân ca mượt mà, những lễ hội cầu ngư mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc từ lâu của người dân vùng biển, được kết tinh qua từng vừa thủy hải sản mà biển khơi ban tặng.